Các chị quay bừa đi. Đoạn này là quay. Cứ quay để thấy quay cái gì? Quay. Để thử em thắng này. Chỉ cứ quay người thôi, trận này không phải quay bóng đâu. Trận này quay thủ tục. Quay này thủ tục. Đây em chẳng muốn quay. Quay gì bóng, quay người khán giả thôi. Cha ơi, lên nổi sao cười bổ đúng không? Tuấn An. Đứng đây đấy. Chị quê đứng ra ngoài sân. Đứng ra ngoài sân kia, phỏng vấn mà đứng trong sân nó sao? Kẹp quá! Anh vui! Chị quay khán giả, khán giả. Thế rồi, có phần đâu? Ôi em! Trời ơi! Anh đặt chuối nhá! À, đây! Nam lên chơi mà đi. Rồi. Này, chị quay này. Yêu xin anh chèo này. Quay đây, qua đây, đây. Ái da! Quay. Thôi ăn cứ ăn đi, để chị quay cho. Lỗi thôi anh rồi. Quay lên. Được tên ghi bàn đi. Rồi cho tên trẻ vào đi. Anh chưa về rồi. Chưa làm. Đá gì nào nhiệt tình không? Không. Mời nhà bác. Định nhận giải gì đi. Hát tên đâu? Dậy này nó dậy cố gắng. Trường tấn này. Đi đánh chen nít chứ không phải đi đá bóng. Vui là chỉ đạo. Giật đánh, giật gân. Là thầy đúng không? Mẹ đi phòng sân quay à. Đâu cứ đang nhìn thấy xem mẹ vui à, để mình được xem quay thằng vui ăn này. Nói nghe có vẻ buồn. Ê, vui ơi, vui ăn cho đẹp vào nhé, đừng có lè lưỡi thế. Thôi, nhìn anh vui. Anh thò bị cường ép á. Đưa giày đây em mượn nó đóng đi em ơi, đóng luôn. Này cầm sang quay qua bên kia. Nào đội trưởng kia mà.